có con đường nào không có đích đến? Làm sao quên được nơi đã bắt đầu? Mỗi năm, khi tiếng ve gọi hè, khi cánh phượng hồng rực cháy, những hình ảnh, những kỷ niệm của một thời áo trắng lại bất chợt dâng lên trong chúng tôi niềm xao xuyến bồi hồi. Hôm nay, chúng tôi trở về với miền ký ức đẹp nhất, trong sáng nhất của cuộc đời học sinh, với những tà áo trắng nơi sân trường nhộn nhịp, để được hòa vào những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm và những nụ cười rạng rỡ. Gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà, la 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong, năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê, đam mê phía trước đừng đợi chờ lê thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cùng làm điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong, năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ cười xuân ơi. Xuân tươi nồng của tôi phải sống hạnh phúc, nước mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó cũng phải cười thật tươi, còn nhớ hay không những nụ cười đẹp nhất đời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân thời. Na na na, how wow, yeah, ay ay ay. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhá. Chúc thành công. Goodbye. 20 năm, thầy của chúng tôi
giờ đã già. Cô chúng tôi không còn khỏe như trước, nhưng vẫn những lời quan tâm dịu dàng và cả những giọt nước mắt, niềm tự hào của thầy cô tôi khi lũ trò nghịch ngợm ngày nào đã trưởng thành khôn lớn. Ơn thầy cô biển rộng vô bờ, biển bao nhiêu nước cho vừa biển ơi. Đại dương có lúc đầy vơi, tấm lòng thầy mãi sáng ngời nhân gian. Lời thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi xa trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại. Lời thầy cô luôn mãi bên con, dù đường xa con không ngại gian khó. Lời thầy cô trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Dán trôi xa trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại. Lời thầy cô luôn mãi bên con, dù đường xa con không ngại gian khó. Lời thầy cô chắp cánh cho con, vững bước con đi trên đường đời. Dù thời gian dẫu có đổi thay, lời thầy cô con sẽ thầy cô luôn là hình mẫu lý tưởng tươi sáng, một lòng tận tụy tất cả vì học sinh thân yêu. Trong những năm qua, các bạn trong hội khóa vẫn thường xuyên tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Một ngày vui như hôm nay đã có nhiều bạn tắt gạ lại công việc còn dang dở để nghe tiếng gọi lòng một lần nữa trở về với cuộc sống, với kỷ niệm xưa. Nhưng cũng có nỗi buồn còn đọng lại trên gương mặt của những bạn chưa thể về tham dự hội khóa được. Nhưng chúng ta tin chắc rằng dù có ở bốn phương trời, với khoảng cách địa lý xa xôi cách trở,
thì mối liên hệ tình cảm của các du học sinh niên khóa 2000-2003 Hậu Lộc 2 vẫn không bao giờ thôi thúc dậy sóng. Đó là những con sóng được thiết tha về với bến bờ yêu thương. Ngày ấy, chúng ta đã đi bên nhau, cùng cười cùng khóc trong hành trình chinh phục những ước mơ hoài bão. Có những nông nổi tuổi học trò, có những khát khao chưa kịp thổ lộ. Và ở đó, thầy cô chúng tôi luôn bao dung, dìu dắt. Cho đến bây giờ, chúng tôi mới hiểu sự trưởng thành của chúng tôi là mục đích duy nhất, là trăn trở, là động lực lớn lao trên hành trình trao tri thức. Không phụ lòng người, mỗi chúng tôi cũng đã nỗ lực hết mình để mang về những thành tích xứng đáng là niềm tự hào cho ngôi trường Hậu Lộc 2 thân yêu thuở ấy. Những khóa của chúng ta thì thầy cũng phải nói là đây là một trong cái khóa cái tiếng trống về chất lượng hùng mạnh nhất của trường phổ thông trung học Hậu Lộc 2 của chúng ta mà các em đem lại cho nhà trường. Đó là chất lượng. Chất lượng. Đội ngũ các thầy các cô vẫn đang còn ở đây. Thầy xin nói với các em, có những thầy lên lớp ngất ở trên lớp. Ngất vì cái gì? Đói bỏ. Các thầy phải lên vực xuống dưới phòng. Rồi các em đi học nhưng mà không như ngày nay. Ở nhà đói không nói, phương tiện lúc đấy chỉ cái xe đạp cọc cạch không nói. Đói cực. Đói cực. Và đến trường thì có thể nói nhà trường lúc đó học lắm thì các em biết rồi, lầy lội vô cùng. Thầy đã từng nghĩ đến cái đời của các em là nửa công trường, nửa nhà trường, láo nháo. Vì lúc đang làm cái trường này. Cho nên hôm nay, thưa các em, trong gian khổ, trong cái khó thì nó ló những cái thành công mà các thầy không hình dung nổi. Các em trở về trường kỷ niệm 20 năm. Nhìn thấy các em nào cũng khỏe, em nào cũng đẹp, phải trưởng thành hết sức là bề thế. Tôi xin được phép thay mặt cho tất cả các thầy cô giáo giảng dạy, giáo dục các em trong một thời gian có mặt tại đây thay lời chúc tất cả các em luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và vươn lên hơn nữa, vươn nhiều hơn nữa, đạt đến một cái đích đỉnh cao của cuộc đời mời mình cống hiến cho xã hội. Đó là niềm tự hào của nhà trường, của tất cả các thầy các cô, trong đó có thầy. Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta có lẽ là sẽ quay trở lại một chút với những kỷ niệm thời học sinh dành cho các anh chị cùng học sinh đang có mặt trên sân khấu. Và xin được dành câu hỏi này cho anh chị Đức Trung ạ. Anh Trung thân mến, trong suốt những cái năm học cấp 3 ấy, thì anh có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ mà có lẽ là đang còn giấu kín, chưa được nhiều người biết đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ cho các thầy cô cũng như là các bạn của mình được biết không ạ? Các bạn lớp 12K đâu ạ? Có một cái kỷ niệm của lớp 12K mà gắn liền với nhà trường, gắn liền với sự thiếu thốn về cơ sở vật chất. Hôm nay mình xin phép chia sẻ. Thì đúng là ở cái giai đoạn đó là nó là thiếu thốn chung của toàn xã hội. Nhưng mà đối với lớp 12K bọn mình thì có một cái kỷ niệm mà có lẽ là bọn mình sẽ rất là hay nhắc lại trên nhóm lớp để bọn mình nhớ mãi. Nó cũng chỉ là những cái bồng bột của tuổi học sinh, những cái suy nghĩ mà chưa thấu thôi. Cái thời điểm lớp 12 khi mà học sinh trung học phổ thông cuối năm lớp 12 là đang bắt đầu học nghề, thì lớp 12K được phân công học nghề điện. Trong khi đó các lớp thì học điện, có lớp học nông nghiệp. Thì cũng xin chia sẻ là lúc đó trường chỉ có đúng một phòng máy do thầy Vương là phụ trách. Phòng máy tính ấy, thì trường thì sắp lịch thì chỉ có một lớp được học nghề tin học thôi, đó là lớp 12Y. Thì lúc đó thì cũng xin chia sẻ là lớp 12Y với lớp 12K là hai lớp chọn khối A, tức là chọn toán lý hóa. Thì bọn mình cũng rất là thắc mắc tại sao trong hai lớp
mà cũng chia sẻ là lúc đó máy tính rất là thiếu thốn, nên đối với cái bọn học sinh của mình thì thấy cái máy tính nó rất là cái gì đó rất là hiện đại, giống như bây giờ mình thấy kiểu robot hay là trí tuệ nhân tạo vậy đó. Thế lúc đó nguyên cái lớp 12K bọn mình chắc là phần lớn là nam thôi, các bạn nữ thì không dám. Ở đây cũng xin chia sẻ là hôm nay thì em cũng mới dám ngồi trước thầy Phát. Là lúc đó cả lớp bọn mình là kéo từ lớp 12K ở cái phòng học lầu 2 á, kéo thẳng qua bên đây để xin gặp thầy Pháp, để xin là tại sao không cho lớp bọn em học tin học, học nghề tin học. Thì đây là đúng là những cái mà trước hết nó là khao khát với những cái mới, rồi sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, và có những cái kỷ mà thiếu chín chắn của học sinh, nhưng mà mình nghĩ đó là những cái kỷ niệm mà rất là đáng nhớ. Và sau đây là câu hỏi dành cho bạn Lệ Duyên ạ. Có câu nói là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Bạn thấy có đúng không? Và bạn có thể kể một trong những trò nghịch ngợm mà các bạn trong lớp bạn đã từng làm thời đấy. Xin mời bạn. Dạ, thì tuổi học trò của tụi em nó là cái tuổi mới lớn, cho nên là tụi em có rất là nhiều những cái trò mà nghịch. Và ngày hôm nay thì trước khi mà em chia sẻ cái điều này thì đầu tiên đó là em xin lỗi các những thầy cô mà dạy lớp Y, lớp D và lớp C trước ạ, vì cái sự liên kết của ba lớp tụi em ạ. Em sẽ thú tội về cái việc đó là tụi em làm trong cái thủa học trò. Thì ngày đấy là lớp em là ở lầu trên, lớp Y lầu dưới và lớp C là bên cạnh lớp D ạ. Thì lớp D là toán văn ngoại, thì lớp Y là toán lý hóa và lớp C đó là văn sử địa. Thì trong những giờ kiểm tra thì khi mà lớp C kiểm tra giờ ngoại ngữ thì lớp D xin đi vệ sinh ạ. Và trong quá trình đi vệ sinh thì chúng em qua là chúng em đã lấy được đề của lớp D và lớp em hoàn thải, và sau đó là xin đi vệ sinh và quay trở đáp án trở lại ạ. Với lớp D thì tụi em đó là câu giấy đề toán xuống dưới cho lớp Y giải và bọn em câu lên ạ. Dạ, đó là những cái kỷ niệm mà bọn em nghĩ là đó là cái tuổi học trò của tụi em thì nó có rất là nhiều những cái điều nghịch ngợm và những cái suy nghĩ chưa chín chắn, cho nên là đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Và cũng nhân dịp nhân đây thì cũng là tụi em xin thú tội với lại các thầy cô ạ. Hôm nay chúng tôi những người lãnh đạo, những người thầy cô giáo hiện tại đang công tác tại trường Hậu Lộc 2 rất là vui, rất là vinh dự, tự hào, rất là xúc động khi được đón các thầy, các cô giáo đã từng giảng dạy ở nhà trường trở về với mái trường xưa. Và đặc biệt là có các anh, các chị, cựu học sinh khắp mọi miền Tổ quốc khóa học 2000-2003 đã về hội khóa với cái chủ đề là hội ngộ và tri ân, rất là ý nghĩa. Và có lẽ là tôi thấy là đến trời cũng phải chiều lòng người. Tôi cứ sợ là mấy hôm nay là trời dự báo thời tiết là mưa. Tối hôm qua khoảng tầm 8 giờ tối, thành phố hôm qua mưa tầm đã, mưa khoảng 40 phút. Tôi gọi điện xuống trường để xem là ở vùng dưới này có mưa hay không. Nhưng mà vùng Hậu Lộc ở trường chúng ta chỉ có sấm chớp một chút thôi, không hề có hạt mưa. Nếu không thì hôm nay là phông màn bàn ghế rồi là cái quang cảnh nó sẽ xấu đi rất nhiều. Như vậy có lẽ là đến trời cũng chiều lòng người, cũng ủng hộ khóa của chúng ta đúng không? Đấy, nên là cái đấy là chúng ta cũng thấy là cái buổi hội khóa chúng tôi thấy là rất là ý nghĩa. Đây còn theo MC hôm nay, thứ hai nữa là tôi cũng nói là phải nói là cái hội khóa hôm nay các anh chị tổ chức một cái lễ hội khóa nó rất là đặc biệt, rất là khác các cái khóa trước đấy, rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là sâu lắng, đặc biệt là cái phóng sự vừa rồi đấy để lại những cái cảm xúc, những cái hình ảnh. Và mỗi chúng ta đều có mặt ở đấy, mỗi thầy cô đều có mặt ở đấy, và hình ảnh nhà trường cũng đều có thể hiện qua cái phóng sự rất ngắn thôi nhưng để lại một cái ý nghĩa rất là nhiều, một cái sâu lắng. Đấy là không phải khóa nào cũng làm được. Thì đội ngũ giáo viên chúng tôi được đánh giá là các thầy cô tâm huyết nhất, nhiệt tình nhất và chuyên môn rất là tốt. Phải nói là tôi vẫn tự hào phải xếp trong top đầu trong tỉnh về
cái chất lượng về trình độ của các thầy cô. Hiện tại nhà trường thì đang có 75 cán bộ giáo viên nhân viên. Trong đó thì các thầy cô có trình độ sau đại học thạc sĩ thì là 2-3 thầy cô chiếm khoảng 36%, và 25 thầy cô là giáo viên giỏi tỉnh và giáo viên giỏi quốc gia, là cũng xếp trong top 5 trường dẫn đầu tỉnh về cái chất lượng, về đội ngũ. Các thầy cô rất là tâm huyết và tận tình trong công việc. Và cái thứ ba là cái nhà trường cũng rất tự hào, đó là về chất lượng giáo dục. Đấy, chất lượng giáo dục nhà trường thì mới có 39 năm thôi, nhưng mà về bề dày chất lượng giáo dục bây giờ nói trong tỉnh Thanh Hóa thì người ta đánh giá rất cao về cái chất lượng giáo dục của Hậu Lộc nói chung, trong đó có trường Hậu Lộc 1 và Hậu Lộc 2. Đấy. Trường Hậu Lộc 2 39 năm xây dựng trưởng thành và phát triển đến hôm nay thì khóa các anh chị đây cũng là khóa đóng góp cái thành tích bảng vàng cho nhà trường rất lớn, như thầy Pháp đã nói đấy. Đó là khóa mà đóng góp những cái bảng vàng thành tích cho nhà trường. Đấy, vào trong phòng truyền thống các anh chị thấy đều lưu lại cái thành tích của cái khóa của chúng ta. Thì nhà trường chúng ta tự hào về chất lượng giáo dục toàn diện. Như thi đại học nhiều năm liền nằm trong top 200 trường dẫn đầu toàn quốc của điểm trung bình thi đại học. Đó là cái rất tự hào. Rồi sau này 10 năm trở lại đây thì nhà trường là đậu tốt nghiệp thì luôn là 100%. Học sinh giỏi tỉnh thì luôn xếp ở top 10 các trường trong tỉnh. Có năm 2021, năm kia thì đã vươn đến đứng thứ 3 toàn tỉnh về học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa. Đặc biệt là nhà trường chúng ta đã có 12 anh chị học sinh là đạt giải quốc gia. Sau 20 năm quay trở lại trường ấy thì cái cảm xúc của mình rất là bồi hồi và xúc động, nhất là được gặp lại các bạn học cùng lớp, rồi là được gặp thầy cô, nhất là thầy chủ nhiệm của các cô mà đã từng dạy mình ấy. Trong cái cảm giác là như trở về là tuổi học trò ấy. Cũng giống như toàn thể các bạn mà tham dự hội khóa hôm nay, thì để mà tổ chức hội khóa hôm nay thì trước đó là tất cả mọi người đều có cái niềm mong đợi để ngày hôm nay được sum họp gặp lại các thầy cô ngày xưa dạy mình, các bạn cũ. Thì đối với mình thì cảm giác rất là hạnh phúc được gặp các thầy bây giờ vẫn đang còn rất là mạnh khỏe, các bạn cũng rất mạnh khỏe, gặp nhau ôn lại những cái chuyện mà ngày xưa mình học cách đây những 20 năm rồi, các cảm xúc ngày xưa nó ùa về, cảm giác là có cái gì đấy mà thực sự là khó diễn tả. Nói chung là tốt loại câu hôm nay là rất hạnh phúc. Ngày mai chúng ta lại trở về với công việc, với những lo toan của cuộc sống thường ngày. 20 năm không chỉ là mốc thời gian đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người, mà còn là thời điểm chúng tôi cùng nhìn lại hành trình mình đã đi qua. Có những thành công, có những thất bại, có những thử thách cần phải đối mặt. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia ly. Nhưng cuộc hội ngộ ngày hôm nay rồi sẽ trở thành một phần ký ức tươi đẹp, nhắc nhớ chúng ta về một thời thanh xuân sôi nổi, để chúng ta cùng sẻ chia nhau những điều tốt đẹp, để thôi thúc chúng ta tiếp thêm cho nhau động lực, niềm tin, cùng tiến tới con đường đầy ước mơ phía trước. Tạm biệt nhé sân trường ơi, chậm lại một chút thời gian. Một chút thời gian ơi, chạm nhẹ bụi phấn còn vương rơi, chạm nhẹ bàn tay mai cách xa nhớ thật nhiều. Dừng lại một chút, tạm biệt thầy cô, tạm biệt hàng ghế đá, tạm biệt sân trường ơi, lặng nhìn phượng phía.
chút.